Thưa quý vị, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu khai mạc Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ngày 1 tháng 5 năm 1952. Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào thi đua yêu nước đã được các đơn vị trong toàn quân hưởng ứng rộng khắp và mang lại hiệu quả cao. Vào sáng nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. Tạo động lực quan trọng của vũ động viên cán bộ. Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn từ 2024 đến 2029. Thông qua báo cáo kết quả thi đua quyết thắng có thể thấy, lực lượng vũ trang thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên nhiều mặt công tác. Đặc biệt trong giai đoạn cả nước căng mình chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng vũ trang thủ đô luôn là nòng cốt, đi đầu trên mặt trận chống dịch. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ cũng đóng góp không nhỏ vào công cuộc phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, sự cố môi trường, cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô. Trong những năm tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn tới từng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, đồng thời làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa sâu rộng, động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thủ đô, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm kinh tế.